Điều gì xảy ra nếu quý vị các bạn chỉ dùng một đôi bát toàn giải để hát karaoke gia đình? Nhiều anh em thì các bạn là mua về để hát, để chuyên hát không, liệu có được hay không? Thì anh em mình dung ra rằng nó công suất nó rất là nhỏ, nó không phải quá nhỏ nhưng nó vừa. Anh em mà hát chỉ có dùng nó để hát không thì đương nhiên là vẫn hát thông thường được. Nhưng một cái điều là anh em mình không thể thỏa mãn được, không thể nấp đầy được cái tiếng trống của con toàn giải. Toàn giải thì nó cho anh em một cái lợi thế tiếng ca cực kỳ sáng, anh em hát thoải mái, nhưng cái tiếng trống khi mình mà dùng để mà đảm bảo được cái dẫn nhịp mình hát nó đủ, nó hay thì không đủ anh em nhé. Nó có trống nhưng rất là vừa thôi, rất là vừa phải thôi, không quá nhiều. Nó có trống nhưng để anh em mà muốn hát tốt với toàn giải thì các bác phải ghép thêm trầm tùy không gian. Ví dụ như không gian phòng khoảng 20m2 ghép toàn giải 30 này thì anh em mình chỉ cần ghép thêm trầm 30 là đủ, xin lỗi, trầm 30 là đủ đối với phòng 20m2. Còn phòng anh em ví dụ lên tới 30m2 thì lại phải ghép trầm 40 thì nó mới đủ. Trầm anh em mình lưu ý rằng phải ghép những cái con trầm gân của nó tốt nhất là gân mút thì nó sẽ cho tiếng trống đánh sâu và là ấm hơn khi chơi trong nhà. Đó. Thì anh em thắc mắc rằng hát độc lập được với toàn giải hay không thì hát được anh em nhé. Nhưng anh em hát thì lưu ý rằng nó bị thiếu giải trống. Nó thì có đắp đủ cho mình một cái giải này ca và tiếng nhạc thì vẫn nên bình thường anh em nhé. Vẫn có đủ tiếng nhạc nhưng tiếng trống là thiếu. Và các bác đang quan sát ở đây thì đây là dòng toàn giải 30 phiên bản hàng nhập khẩu Trung Quốc 100%, toàn giải xương xanh từ 12 và cô 51 cho công suất maximum là 200W. Với giá thành bán cho một đôi là 1.300.000 đồng bao ship toàn quốc và có bán lẻ một chiếc là 700.000 đồng anh em nhé, vẫn được bao ship bình thường. Đó. Anh em dùng để nghe nhạc hoặc là nghe độc lập trong phòng đều được anh em nhé, đều được. Hoặc làm loa trả lời, loa trả lời thì anh em mình lưu ý rằng là phải có cái kênh đẩy đánh riêng thì nó sẽ an toàn hơn. Và đấy, làm loa trả lời thì ghép luôn hai thằng một cái thùng anh em nhé, hai cái vào một thùng thì tốt nhất để cho nó vừa khỏe mà vừa bền mà vừa hay. Càng nhiều lời thì anh em mình hát nó càng đỡ bị bí tiếng ca. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này, anh em đã quan tâm điện thoại cho bên mình nha.